gửi cho mình một giao với hai cái kẹt que á. Dạ. Cái số thì 12 cái số. Dạ lấy cho em số 9 với số 1. 19 không? Dạ. Dạ, 19 tuổi rồi đó. Mình đang đi mua bánh kem cho sinh nhật tô gà mọi người à. Dạ. Đây, chị Happy cho tô gà đây. Đang làm sinh nhật bí mật cho tô gà. Ừ. Dạ, anh ảnh một cái ảnh thờ vậy ông đang ngon. À? Sao anh thật vậy? Cái đòi để ảnh thờ lên cho tô gà kìa. Trời ơi, ăn cái gì vậy? Ừ. Miếng thôi. Đâu? Để xa xa nha, để xa xa nha. Đó. Đó. Được rồi đó, được rồi đó. Nhớ mua bông keo nha. Có bông bóng thì mua đi, mua bóng thì tốt. Nhớ mua bông keo nha. Nhớ mua bông bóng luôn. Bông bóng, bông keo, bông bóng chỗ này rồi. Ừ, ok. Mua thêm nước ngọt nữa. Nước ngọt nữa. Rồi, có nước ngọt rồi. Thì tụi mình đã làm xong cái chữ Happy Birthday tô gà nhưng mà chưa gà. Cái lời này các bạn thấy nó hơi khác là gì do tụi mình chế lại các bạn chứ không có chữ gà các bạn. Đó, Happy Birthday tô gà, hợp lý. Rồi, hợp lý, tôi làm đi. Tôi làm, tôi làm, mọi người làm hết, nhanh lên cho em một bữa tôi ăn. Con vậy? Lì của tô gà mọi người, tô gà giờ Inky mua giờ mà mình ăn luôn mà tô gà phải đá đèn cái Inky. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Đó, Happy Birthday tô gà, và đây có một cái bánh kem hồi nãy mình mua rồi các bạn. Còn đây là bánh này đỉnh tích, đỉnh quan tâm các bạn, quan tâm cái chai nước ngọt bên trong và một đồ ăn đâu. Đây. Đây nè các bạn, đây mới là phải là đồ ăn sao ít vậy? Đồ bơ. Còn cái đó không? Cũng được chắc. Ít thôi, ít đó nha. Hơi ít hả? Tụi tao đâu ấy mua rồi. Ôi ít vậy? Sớm giờ tao uống cỡ. Sao mày order ít vậy? Cái gì? Nó order ít vậy? Nhiều mà. Mấy phần? 3 phần. Dạ, 8 người. Wow. Dạ, 8 người. 8 người mày order 3 phần. Ít ra mày phải 4 phần. Mày phải tính 2 người một phần. Ngu lắm Huy à. Ăn nhiều, ăn đủ. Không ăn đủ, chịu nhiều, chưa ăn gì đâu bụng lắm. Lát nữa giùm mày ăn xem nào. Tì đó là tiền của mình. Đây nè các bạn, mình đang làm tóc con chó mút đồ nhà mình. Chó mút đồ nè các bạn, thấy không? À. Yên coi. Rồi, chó mút đồ nè các bạn. Có chuyện tao nha. Kỳ ơi, mày coi chừng không? Ngồi yên, dành ra cái gì? Mày coi chừng không? Đừng ơi. Cái gì? Tao mà đứng lên được là tao. Mày làm gì vậy tao? Tao làm na cha nha mày. Mày làm gì vậy tao? Sợ. Quấn. Quay. Đừng ơi. Đừng ơi. Ngồi im đi. Mày đứng im. Tao làm gì cả tao. Mày không được làm gì tao. Quậy đâu? Được rồi. Con đâu? Hai con chó của mình đâu? Con phen rồi. Quỳ có vú kìa. Có cái vòng gì vú. Vô. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, bịt mắt lại nha chứ. Rồi, đây. Đây. Thầy bắt gì thấy hết trơn vậy? Thấy vậy. Từ, khó thử. Cái gì mua nó tắt luôn rồi. Gì mua ngủ. Gì hết luôn rồi. Cậy đây. Chưa. Được chưa? Chưa, dẫn qua đây nè, qua đây. Rồi, chuẩn bị nè, hôn nè. Chuẩn bị nè. Tâm. Ơi. Tâm. Đứng nè. Qua đây. Rồi dĩnh này đi, Ừ, đúng rồi. Rồi. 1 2 3 mở mắt. Happy birthday. Tang. Thôi thổi đến đi. Thôi nến. Ghê thấy lâu.
biết bấm này mạnh lắm không? Đây. Cái này là hay rồi. 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 Chị bánh em lại, chị bánh em lại. Bánh. Hỏi ra đây, hỏi ra đây. Hỏi đây, hỏi đây. Trời ơi, không bánh mẻ hơn. Rồi, món quà của tụi ta chính là con vậy thôi. Chưa, vẫn còn nguyên, người ta định gọi là đỉnh cao. Ok, cảm nghĩ của tôi gà sao? Không thể ngờ được là... có dây chuối. Bị lừa, không có một sự nghi ngờ đó. Không thể ngờ được là lần đầu tiên ăn cái chuối bé. Con này chuối nè. Chuối. Không có sự nghi ngờ gì hết luôn. Rõ và rõ. Diễn và rõ. Diễn quá và rõ. Con người ơi, con người ơi. Con người ơi. Con người ơi. Ủa, chắc cũng đây nha, rồi chắc cũng đây nha. Ai rồi. Chơi với cháu luôn. Chơi với ta luôn rồi. Chắc trầm cảm. Trầm cảm. Dầu ở đây. Dầu quà của tôm gà đâu? Ba lắm sợ. Ba lắm. 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 Coi một đống đứa luôn mà nó chơi nghĩ sao đặt chơi đặt có 3 phần à. Mà 3 phần của nó kìa. Đó nè. Dạ, đã thua cái ly gì của ông ơi, mấy bạn nhớ đâu nhớ trả tiền gì kì tụi mình kìa đâu. Tôi gà lắc đầu mấy bạn ơi. Tôi gà lắc đầu kìa cũng đâu mình mấy bạn ơi buồn quá. Dạ, vui hay sao? Quá vui luôn. Dạ, quá vui luôn mà. Ơi, ơi. Ơi, ẩu rồi đó, ẩu rồi đó, ẩu rồi đó. Ẩu rồi đó. Để mình kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện nha. Ngày hôm bữa cái lúc mà mình quay cái video đi chơi nó vừa được up vào ngày hôm nay là ngày 13. Ngày hôm qua là ngày 12 tháng 8 thì mình gửi cho mấy bạn nghe nha. Tôm gà, chắc dèn, nguy nú, hai chi, Vũ mình làm mua thanh cua về nhà để có gì tối đói anh em tụi mình nấu mì ăn với nhau và sau đó là mình không ăn được cái thanh cua nào và nó đã hết. Hơi nè. Em chưa ăn luôn á, em chưa ăn thanh cua luôn. Chưa, tôi chưa được khui bịch thứ hai nữa. Tôi chưa ăn bịch đầu tiên luôn. Nó trong bụng mày hả? Nó trong bụng mày á. Ngày đầu tiên lên là nó làm mỗi người một tô mì, ba cái thanh cua, một cái trứng mà. Tôi không có một cái thanh cua nào luôn nha. Phải sống gì chưa biết chưa biết thanh cua bao nhiêu bát à? Thì lấy thanh cua nhà mình. Không, thanh cua nhà mình là bữa đi siêu thị với anh á. Em chưa ăn được một cây luôn á, ổng ăn hết. Chị chưa ăn được một cây. Em cũng vậy luôn, ổng ăn hết. Ủa, làm nhận hết ba. Thôi mày ăn hết rồi mày ơi. Làm nhớ. Mày ăn hết đó chưa đây. Mày có ăn không? Nhục. Nhục ăn. Chắc có ăn không? Nhục. Mày có ăn không? Dùm có ăn không? Vậy là hết rồi chưa? Miệng mày cũng dính. Có ăn không? Nhục. Không. Có ăn không? Mày kêu quá. Mày đó. Mày không ăn không? Tao ăn 3 cây của Huy. Mày làm cho tao 3 cây. Nó làm cho tao. Tao cho tự làm đâu. Làm cho ai bây giờ? Nó làm cho ai 3 cây nữa? Đó là làm cho mi với nó 2-3 cây. Vậy là mất rồi. Mày ăn mất trong bụng mày á. Mất trong bụng của anh thì có. Trời. 7 cây là nó. Cũng này là bụng gì? Bụng chó.